không đâu. Rồi xin chào các anh chị, các nhà đầu tư nha. Hôm nay mình đến xã Tân Bình nha anh chị, giới thiệu đến anh chị cái lô đất ruộng. Thì cái phần mặt tiền của miếng đất á là từ cái bờ ranh này nè anh chị, đi qua cái bờ ranh đó mặt tiền là được khoảng 25m nha anh chị. Mình chạy dài vô trong tới sau hậu đó là 350m, miếng đất vuông đẹp nha, đất đây đất cát pha đất màu nha anh chị. Bây giờ mình quay cho anh chị coi cái phần mặt tiền miếng đất nha. Đây đường đá xanh luôn, xe ba gác mình đi đến đất nha anh chị. Rồi trước cái miếng đất mình là có một cái con kênh để cho anh chị lấy nước nha, để mình làm lúa hay là làm vườn. Đất vuông đẹp nha. Đây mình quay cho anh chị coi toàn cảnh của miếng đất nè. Đó, anh chị nào có mua mà để mà mình lên vườn hoặc là làm lúa thì đều rất là ok. Tại đất đây là anh chị nhìn cái nền đất màu nè, đất rất là đẹp. Và trên cái tuyến đường này á, trên tuyến đường này thì dân người ta ở cũng nhiều nha anh chị, nhưng mà bên không nhiều bằng phía bên đường bên đó là cái đường xe ô tô đi được luôn. Còn hiện tại bên cái đường này thì chỉ là xe ba gác thôi. Đây cái này là cái bờ phía bên tay trái nha anh chị. Từ đây đi thẳng một lô vuông dứt luôn. Thì tổng diện tích này là 7.400 m² nha anh chị. Để mình tính ra số tiền báo cho anh chị luôn là 888 triệu nha anh chị. Hết đất 888 triệu. Đất thuộc, mình xin nhắc lại là đất thuộc xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Từ vị trí miếng đất nè lên tới Sài Gòn tầm 80 km nha anh chị. Anh chị nhìn cái dàn lúa nè, đẹp cực kỳ không. Rồi sau cái video này, anh chị nào có nhu cầu để sở hữu miếng đất này thì liên hệ cho mình số điện thoại 0933 11176 nha. Mình sẽ dẫn anh chị đi coi đất và gặp chính chủ nha. Hiện tại cái đường nè, cái phần đường đi này nó khoảng rộng nha anh chị. Này khoảng 4-5m cái mặt đường á. Nhưng mà ở đây người ta chỉ vừa mới đổ đá lên ít thôi, để đi xe ba gác với lại xe máy đi. Còn xe ô tô thì anh chị phải thấy cải tạo thêm nha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Số điện thoại mình là 0933 11176.